Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong vòng 2 năm làm nội dung với Mê Khủng Long TV, Dynoman đã cùng mọi người bàn luận rất nhiều về khủng long và các nhóm bò sát khác trong thời đại khủng long, chẳng hạn như rực long, thương long, xà cảnh long hay thậm chí là cá sấu. Tuy nhiên, bức tranh về hệ sinh thái của trái đất thời đại khủng long sẽ không thể nào hoàn chỉnh nếu thiếu những thành viên ít được chú ý hơn nhưng sẽ trở nên rất quan trọng sau này. Đó là động vật có vú. Theo xác định của các nhà khoa học, động vật có vú có thể đã bắt đầu hiện diện cách đây khoảng 225 triệu năm trước, chỉ sau sự xuất hiện của các khủng long sớm nhất là vài triệu năm. Nhưng trong suốt thời đại khủng long thì với sự vượt trội của khủng long, động vật có vú, trong đó có tổ tiên của chúng ta, đã phải sống dưới bóng của chúng trong suốt một thời gian dài, trước khi sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận, quét sạch khủng long phi điểu, mở đường cho động vật có vú đánh chiếm những hệ sinh thái bị bỏ trống, đa dạng hóa và có được vị thế như hiện nay. Tuy nhiên, sống dưới bóng chỉ là cách nói chung chung. Chúng ta biết ít về chúng, không có nghĩa chúng chỉ là những kẻ chịu chật, sống dưới đáy xã hội, dưới áp lực của khủng long. Vẫn có những trường hợp dù có thể là cá biệt, nhưng động vật có vú mới chính là những kẻ thắng thế trong thời đại khủng long. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một số loài động vật có vú quả cảm như thế, Repenomamus, người có thể được coi là lưỡng mật của thời đại khủng long vì sự liều ăn nhiều của nó. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Một lần nữa, mời các bạn hãy cùng quay trở lại tỉnh Liêu Ninh ở Trung Quốc, cách đây khoảng 125 triệu năm trước, nơi mà chúng ta đã từng đến một lần trong video về sự che chở cuối cùng của một con rác long kết anh chị với đàn em của mình. Trong tự nhiên thì luôn tồn tại sự đấu tranh, ăn hay bị ăn, ta sống người chết là chuyện bình thường. Kẻ yếu hơn sẽ phải chấp nhận sự phán quyết của kẻ mạnh hơn trong cuộc đấu tranh sinh tồn đó. Và kể cả khi bạn là kẻ yếu hơn hoặc kẻ bị ăn, bạn cũng phải chấp nhận thích nghi với điều đó bằng những chiêu thuật khác nhau về mặt tiến hóa. Người ta nói rằng động vật có vú, trước sự vượt trội của khủng long, đã chấp nhận tiến hóa để sinh đẻ nhiều hơn, sống dưới lòng đất, đánh đổi lấy tuổi thọ cũng như khả năng thị giác để có thể sinh tồn tốt hơn trong cuộc đấu tranh khốc liệt của đại chúng sinh. Thế nên suốt một thời gian dài, khi nói đến động vật có vú trong thời đại khủng long, chúng ta dễ dàng hình dung ra cảnh những sinh vật bé nhỏ đáng thương bị những con khủng long ăn thịt hung dữ truy đuổi và cuối cùng thường không thể thoát khỏi móng vuốt của đối phương. Thế nhưng vào đầu thế kỷ 21 thì những phát hiện từ hệ tầng nghĩa huyệt ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã khiến nhiều người phải kinh ngạc. Chính xác là vào năm 2005, tại Trung Quốc thì một số dân làng ở tỉnh Liêu Ninh đã khám phá ra một hóa thạch khác thường. Các nhà nghiên cứu mô tả mẫu vật sau đó đã xác định đây là hóa thạch của một cá thể động vật có vú thuộc chi Repenomamus đã biết trước đó, nhưng điều quan trọng là nó không phải giống loài duy nhất hiện diện ở đây. Bên trong khoang bụng của con thú này là một con khủng long nhỏ dài khoảng 12 cm, thuộc chi khủng long Psittacosaurus hay còn gọi là rác long kết. Xương của con khủng long con đã có dấu hiệu bị bào mòn bởi axit, cho thấy nó đang bị tiêu hóa. Tuy đây chỉ là một con khủng long con nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là một trong những hóa thạch đầu tiên trong lịch sử chứa được bằng chứng về việc khủng long đã từng bị động vật có vú ăn thịt. Tất nhiên, những người tôn sùng khủng long hay thích hoài nghi thì vẫn chưa thật sự tin vào điều này. Họ cho rằng hóa thạch kép này có thể là kết quả của việc ăn xác thối, rằng con Repenomamus kia đã tranh thủ xác của những con khủng long non chết vì những nguyên nhân khác, thay vì chủ động săn khủng long như cái cách bọn cò đỏ giã ba bàn vào lưới quỷ đỏ nhà tôi ngay trên sân khách hồi tuần trước vậy. Thế nhưng, đến năm 2012, một hóa thạch kép khác tiếp tục giúp chúng ta làm sáng tỏ hơn câu chuyện gây sốc này. Đó là một hóa thạch do một người nông dân khác ở Liêu Ninh phát hiện, bao gồm hai bộ xương tương đối hoàn chỉnh của một con Repenomamus và một con Psittacosaurus. Điều đáng chú ý chính là tư thế đặc biệt của hai con vật. Chi trước bên trái của con Repenomamus dường như đang nắm chặt lấy hàm của con khủng long, trong khi răng của nó như đang cắn vào xương sườn của nạn nhân, một bằng chứng rất rõ ràng cho thấy sự chủ động của con Repenomamus trong cuộc chiến. Người ta không biết rằng chúng chiến đấu với nhau vì nguyên nhân gì. Có giả thuyết cho rằng con khủng long lớn đang cố gắng bảo vệ những con non của nó trước con Repenomamus, nhưng cũng có thể chính nó đang bị con Repenomamus kia nhắm làm bữa tối. Vấn đề là giữa con Repenomamus và con khủng long có sự chênh lệch đáng kể về kích thước. Trong khi con Psittacosaurus trưởng thành có thể lớn ngang một con chó tầm trung ngày nay, thì con Repenomamus này chỉ to ngang một con mèo. Ấy vậy mà nó vẫn ngang nhiên chiến đấu với con khủng long kia một cách không khoan nhượng và không có vẻ gì là sợ hãi. Dù trong cuộc đấu này ai là người chiến thắng cuối cùng, tự nhiên đã ngăn cho chúng ta biết điều đó. Các nhà nghiên cứu cho rằng trong khi cuộc tử chiến đang diễn ra, một dòng chảy do hoạt động phun trào núi lửa gây ra đã chôn vùi cả hai. Quả là sự trớ trêu của số phận khi hai kẻ tử thù bị khóa chặt cùng nhau mãi mãi.
Dẫu vậy thì chúng ta vẫn biết được một thông tin quan trọng rằng Rhabdomammus, một loài động vật có vú bị cho là nhỏ bé, không hề ngại phải đối đầu với những con khủng long lớn gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi mình. Nó sẵn sàng sử dụng những cú cắn nguy hiểm lên mình đối phương để giành thế thượng phong. Rốt cuộc thì Rhabdomammus là loài động vật có vú như thế nào mà lại dám lớn gan lớn mật tấn công khủng long như vậy? Như đã nói, Rhabdomammus là một chi động vật có vú sống cách đây khoảng 125 đến 123 triệu năm trước. Chúng được xếp vào một bộ động vật có vú đã tuyệt chủng là Echinocodonta, với đặc trưng là răng hàm có 3 chỏm nhọn, một đặc điểm giúp chúng có thể khóa chặt con mồi trong miệng của mình. Tuy nhiên, trong khi phần lớn các loài trong bộ Echinocodonta ăn côn trùng là chính và có kích thước nhỏ bé, loài nhỏ nhất chỉ nặng khoảng 2 gram, thì Rhabdomammus lại chọn cho mình một lối đi riêng. Chi Rhabdomammus hiện tại được xác định là có 2 loài và cả 2 đều nằm trong số những động vật có vú lớn nhất của đại chúng sinh. Loài nhỏ hơn là Rhabdomammus robustus, có kích thước tương đương con chuột opossum Bắc Mỹ ngày nay. Chiều dài cơ thể cùng tính đuôi của Rhabdomammus robustus trưởng thành là khoảng 41,2 cm và nặng từ 4 đến 6 kg. Loài lớn hơn là Rhabdomammus giganticus, với kích thước lớn hơn Rhabdomammus robustus khoảng 50%, với chiều dài khoảng 68,2 cm và trọng lượng ước tính từ 12 đến 14 kg. Kích thước này tương đương với lượng mật ngày nay. Và kích thước không chỉ là thứ duy nhất khiến người ta liên tưởng Rhabdomammus giganticus với lượng mật. Kích thước này tuy không đáng là bao so với khủng long hay những động vật có vú lớn nhất ngày nay, nhưng cũng giúp Rhabdomammus trở thành loài động vật có vú lớn thứ nhì trong đại chúng sinh, chỉ sau Patagomaya chenko. Kích thước này đủ để giúp cho Rhabdomammus dám ăn những thứ mà các động vật có vú khác cùng thời có mơ cũng không dám nghĩ tới. Chúng cũng có những chiếc răng nanh dài và nhọn cùng răng hàm có 3 chấm nhọn như các loài khác trong bộ Echinocodonta, cho thấy chúng là loài săn mồi giống như các họ hàng của mình. Con mồi của Rhabdomammus, như các bằng chứng mà đầu video đã liệt kê, là có khủng long. Chúng thậm chí có thể chủ động săn cả khủng long lớn hơn, nhưng sẽ dễ dàng hơn cho những con Rhabdomammus nếu nhắm vào những con khủng long non yếu ớt. Psittacosaurus thường đẻ nhiều trứng trong một lứa và với một đàn con đông đúc, một con Psittacosaurus trưởng thành sẽ khó mà bảo vệ toàn bộ được. Có thể bạn sẽ nghĩ, thật ra chuyện này cũng bình thường. Kẻ săn mồi mà săn động vật ăn cỏ có kích thước lớn hơn không phải là chuyện hiếm trong tự nhiên, chẳng hạn như hổ có thể săn được bò mốc. Vậy có bằng chứng nào cho thấy Rhabdomammus có thể solo với những con khủng long ăn thịt có kích thước tương đương hay không? Cho đến nay thì vẫn chưa có một bằng chứng cụ thể nào về việc Rhabdomammus có thể đối đầu với những con khủng long ăn thịt sống cùng thời. Tuy nhiên đây không phải là chuyện bất khả thi. Trước đó, vào năm 1993, các nhà khoa học đã phát hiện và mô tả một mảnh xương hàm của khủng long theropod thuộc chi Archaeornithoides sống ở Mông Cổ cách đây 75 triệu năm trước, với vết răng rất rõ ràng của một loài động vật có vú. Mảnh xương hàm này có dấu hiệu bị axit bào mòn, cho thấy nó có thể đã đi qua đường tiêu hóa của kẻ săn mồi. Đây chính là bằng chứng sớm nhất từ trước đến nay về việc động vật có vú ăn thịt khủng long. Kẻ ăn thịt được cho là Dentatheridium, một loài thú có túi cổ đại chỉ dài khoảng 15 cm. Với kích thước lớn hơn Dentatheridium nhiều lần, thì Rhabdomammus hoàn toàn có thể đương đầu với những theropod cùng cỡ hoặc nhỏ hơn sống cùng thời với nó, chẳng hạn như Sinosaurus T-Rex, Marcinatus hay thậm chí là Sinocalliopteryx. Nếu làm được điều này thì Rhabdomammus hoàn toàn xứng đáng là lượng mật của thời đại khủng long, từ kích thước cho đến sự máu chiến, một loài thú có vú không hề ngán ngại bất kỳ kẻ địch nào. Cũng theo các nhà khoa học, Rhabdomammus được cho là động vật có vú với hệ thống sinh sản giống với thú đơn huyệt hoặc thú có túi ngày nay, dựa trên sự hiện diện của xương cận mô ở các mẫu vật, một đặc điểm ngày nay chỉ thấy ở thú có túi hoặc thú đơn huyệt. Do đó, chúng có thể đẻ trứng hoặc còn non yếu ớt và nuôi con trong túi cho đến khi trưởng thành. Như vậy, động vật có vú không hề hoàn toàn cam chịu như chúng ta vẫn nghĩ. Chúng vẫn tiến hóa, thích nghi mạnh mẽ với sự sống của thời đại khủng long và thậm chí là có thể đánh bại khủng long trong một số trường hợp cụ thể. Sức sống mạnh mẽ này chính là thứ đã giúp động vật có vú vượt qua thời khắc đen tối của sự sống khi tiểu hành tinh Chicxulub đâm vào trái đất, quét sạch khủng long phi điều và từ đó mở ra một thời đại mới nơi những con cháu và họ hàng của Rhabdomammus bước lên đỉnh cao, thời đại của động vật có vú. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.